Dương nó đây. không black, Dương nó đeo mặt không nạ. black, tiếng 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 nghề của nó black. Cease fire. Đây đấy. Đây, 1, 2 thằng. Nó trong phòng lách. Không bắn xuyên được đúng không anh? Cái kính này không xuyên được, nhưng cái kính cửa sổ xuyên được nhá. Phải mở hai lần. Bên kia khóa à? Ờ, bên kia khóa. Đánh sao anh mở đấy? Đánh sao anh mở? Ừ anh bắn nó ở trong, không phải bắn em đâu. Em vẫn đang ở ngoài. Ôi, ai, bắn chết em rồi. Nó. Team 4. Còn đâu anh, còn đâu anh? Dương ra đi, kê cho anh, không có anh làm sao anh canh được hai cổng. Đừng có đi qua cái cửa sổ là được. Nó nét. Bắn phát đầu anh. Em cứ kê thẳng cái cửa, đừng để cho ra bên cổng cái này được. Vâng. Mấy thằng này đồ to đấy. Một thằng này, hai thằng này. Một thằng ở bên đối diện anh, lấp ở sau tường. Sau tường à? Ok. Ừ. Một thằng đứng bên em, đối diện em. Một thằng đứng đối diện anh, còn thằng Alton đứng ở giữa. Ok. Khó đẩy vào phết đấy. Có ngoài cái phòng này thì phải rất là mệt luôn. Một thằng. Cứ lút đi con. Đi phải mày. Thằng Alton đứng song song với anh rồi nhá. Ok. Nó nấp vào trong rồi. Nó nấp vào trong cái chỗ cạnh anh. À chắc là nó thay đạn. Nó đang hold angle với em. Ừ. Anh bắn nó. Nhiều đạn hết. Kê cho anh nhé để anh nhồi đạn. Cứ kê cho anh cái cửa ra vào nhé. Ừ. Em cứ đứng đây là được cái gì? Em cứ đứng xoay thẳng sang bên kia là được. Đúng rồi, nhìn thẳng sang anh là được đó. Ừ. Nếu mà nó mở cửa phát thì em bắn chéo.
có một thằng ho rồi. Đặt ca mình cái thằng này. Ui, server lên, server lên. Server lên à? Thằng server chết, thằng server chết. Rồi, anh vừa bị một thằng bắn tiếp vào mặt nữa. Nhưng mà không phải thằng đấy. À, nhưng mà em không đóng cửa được. Cẩn thận, đừng ra. Rồi rồi, ok. Thằng ở ngoài thì em xa chết rồi. I need the fucking help. Em nói à? Em nói. Ok. Nhổ thêm đạn này. Canh tiếp cho anh nhé. Ok. Một năm ba. Ôi chết, nhầm. Kê cho anh cái cửa nhá, để anh chạy ra anh xem thằng Alton kia có súng gì ấy. May quá. Sao anh? Có đạn. Súng y hệt hả? Ừ. Cẩn thận ở ngoài có người khác anh nhé. Ok. Thằng kia nó nhảy lên trong trọng. Sau lưng anh đấy. Ui đi còn mẹ trượt. You motherfucker. Incredible. Vợ nhau đây kinh phết. Ow. Cẩn thận Dương. Ok, yeah. Thằng có đết không? Có nhiều anh. À, ok. 2-3 quả. Kê cho anh Dương nhé. Ok. Nếu mà thấy nó ra thì nhớ báo anh. Ok. Nó mở cửa. Chết con mẹ chúng mày đi. Mẹ chúng mày vào đi em ấy. Vào đây đóng cửa vào cho anh. Mẹ chúng mày. Giết hết à? Giết hết rồi. Em sang đây. Ghê gắt chứ đi. Mẹ giết thằng hân lợn này sướng. Mẹ mất thời gian của chúng nó quá. Đóng cửa em ơi. Đóng cửa vào. Okay. Nhanh một dứt khoát. Có thức ăn không? Đông xác em có. Lấy xác em. Ok. We got a rat here, damn it. Nice work, man. Nice work, bitch. Hold your fire. Ừ, nó bắn. Hold your fire. Nó bắn dọa mình. Thôi nha, nó vào đến đây rồi hay là nó vẫn ở ngoài? Ngay ngoài cửa. Em không, đây em không nhìn thấy. Đấy, nó đóng cái cửa kia rồi. Cease fire. Hold your fire. Lại một cú đẩy nhau. Hey, here's some stuff. Found something. Here's some loot. Found something. Đâu, nó giơ ngón giữa anh đúng không? Anh không nhìn thấy. Here's some stuff. Anh nhìn thấy nó giơ cái gì ra. Mẹ game thủ này found something. Chưa đi lab bao giờ à? Hay là chỉ bắn trêu thôi. Here's some loot. Mình chạy sang bên này. Mở cửa sẵn hai bên à? Gì đấy? Định làm landmark à? Ủa, nhưng mà chắc là không chỉ có một thằng này đâu chứ nhỉ? Now that's more giống, like it. Giống khá giống cái thằng not nó bad. Nó bắn anh em mình ở sau lưng. Ừ.
Các thằng này thằng bắn sau lưng đấy. Không 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 không. ADS ADS. Bên trái em. Thằng nào ném nết đấy? Thằng ở bên trái em. Thằng ADS ném. Hai. Vẫn muốn chơi tiếp à? Ok. Nết nết nết. Nết thứ hai. Mình mất góc rồi. Ừ. Đóng cho anh cái cửa, đóng cho anh cái cửa, đóng cho anh cái cửa. Nó không bắn được em ở cửa góc đấy đâu. Rồi. Em biết rồi. Good one. Incredible. Ngồi đây anh chữa cái tay phát. Tìm góc xuyên đạn à. Thôi bắt buộc là phải chơi hài rồi. Đóng cửa vào. Nó ngồi kem ở góc này luôn. Nó vòng sang đầu bên kia. Fuck, you're good. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận chết. Incredible. Bạn đi bạn ơi. Gọi thang máy mất bao lâu anh nhỉ? Thang máy chắc khoảng 10 giây. Nó vừa hit, nó vừa ăn mấy hit của anh. Xong. Đán. Lút đâu anh? Thôi, lấy bóc tác rồi té thôi. Đâu thằng nào là thằng anh phải đây à? Ui lại slick nữa này. Thịt vẻ thôi anh phải vứt cái này lại thôi. Đây cho em cái này trong này đầy đồ luôn. Black rock à? Biệt chim én nhỏ. Cái này có vẻ lút ấm nhỉ. Nó luôn. Ôi, đắc tắc đồng đội này. Ủa, anh Quang cho X-Field này. Chạy vào đi, mở rồi, mở rồi. Ok, bye bye. Còn đúng một chỗ trống. Quá ấm. Ê, mẹ hả mày, ba cái slick. Thank you.